buổi tối trước khi đi ngủ phải làm đủ các bước chăm sóc da như phải rửa sạch mặt, rồi tẩy trang, nào là dưỡng ẩm, nào là thoa serum. Có cách nào nhanh hơn không ta? Đừng lo, đã có gel sữa rửa mặt thanh lọc da Baby Skin giúp bạn vừa đẹp vừa nhanh. Chỉ cần massage nhẹ nhàng trong 30 giây giúp làm sạch lỗ chân lông, tẩy tế bào chết giúp trắng da, chống lão hóa, tăng đàn hồi da, giảm nếp nhanh. Sau đó rửa mặt lau khô, làn da được dưỡng ẩm sâu ngay sau khi dùng gel sữa rửa mặt.